Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về hai cái loại kiểm thử phổ biến, đó là kiểm thử white box và black box testing, hay mình còn gọi là kiểm thử hộp trắng và kiểm thử hộp đen ha. Thì đối với kiểm thử hộp trắng là mình cần phải biết được cái sụ code và mở sụ code lên xem cái cách viết, cái cách xử lý những cái logic bên trong cái sụ đó, xem nó đúng hay là nó sai. Thì đó là cái hình thức thứ nhất. Trái ngược lại thì mình còn có một cái hình thức nữa là black box testing, thì mình sẽ không có cần mở cái suột lên xem, mà kiểm tra bằng cách đó là nhập những cái data đầu vào và mình sẽ quan sát cái kết quả trả về để biết được là cái ứng dụng đó có xử lý đúng hay không. Ví dụ như là mình có một cái API liên quan đến xóa dữ liệu đi, thì khi mà mình gửi một cái request lên kiểm tra xem là có xóa thành công hay không, cái kết quả trả về có thành công hay không. Nếu mà cái kết quả trả về nó thành công á, thì mình xem là cái API đó là nó pass đó, thì mình cũng không cần biết là bên trong code xử lý như thế nào đó, thì sẽ dựa vào cái đầu vào và đầu ra để mình biết được là một cái chức năng, một cái ứng dụng có hoạt động đúng với lại cái mong muốn của mình hay không. Thì thường là kiểm thử hộp trắng và hộp đen sẽ kết hợp với nhau để tìm ra được cái lỗi tốt nhất. Và thông thường á, là đối với một cái người làm manual test thì chúng ta sẽ làm nhiều với cái kiểm thử hộp đen đó, thông qua cái data đầu vào, thông qua cái requirement, và mình kiểm tra, mình test xem thử là cái kết quả thực tế và cái kết quả mong muốn á, có giống nhau hay không đó. Thì đó là cái cách mà mình thông thường hay test. Thì tóm lại á, thì đó là hai cái kỹ thuật, hai cái loại chính ha, kiểm thử hộp trắng white box testing và kiểm thử hộp đen black box testing. Rồi, hy vọng là sẽ giúp cho các bạn nhận ra cũng như là phân biệt hai loại này nó đơn giản nhất nha. Rồi, chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ và một ngày tốt lành nha. Chào mọi người.